Trưa ngày 4 tháng 5, trên đường bê tông phía đông của bán đảo Sơn Trà để lên đỉnh Bàn Cờ, thành phố Đà Nẵng, đã xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến hai người thương vong. Trưa ngày 4 tháng 5, nữ sinh Lê Minh Sang, 18 tuổi, ngụ tỉnh Nghệ An, lái xe tay ga cùng một bạn nữ tên Duyên chạy trên tuyến đường bê tông phía bán đảo Sơn Trà để lên đỉnh Bàn Cờ. Khi còn cách đỉnh này khoảng 5 km, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà thì đâm vào ta luy. Hai nữ sinh ngã xuống đường, nữ sinh tên Sang tử vong tại chỗ, còn Duyên thì bị gãy tay, được đưa đi cấp cứu lực lượng chức năng đã đến khám nghiệm hiện trường làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn